có lẽ Peppa đang trêu chọc em George của mình hơi quá. Peppa, con đang chọc em George sao? Không phải như vậy đâu mẹ, con đang chỉ em ấy cách chụp bóng. Thật sao? Mẹ biết một trò để giúp George học cách chụp bóng, nó gọi là chú heo ở giữa. Peppa, con cầm trái bóng và đứng ở đằng đó đi, còn George, con cứ đứng ở đó. Tốt, giờ hai con phải ném bóng cho nhau nha, và mẹ phải cố chụp lấy nó. Mẹ sẽ là chú heo ở giữa. Mẹ chính là chú heo ở giữa. Chụp đi George. Ô, quá rồi. George đã chụp được bóng. Hoan hô. Tốt lắm George. Bây giờ hãy ném bóng cho Peppa đi con. Ô, thử lại đi. Ô, thử lần nữa. George không thể ném trái bóng qua heo mẹ được. Cố lên George, em ném bóng qua cho chị đi. George thật ngốc. Chị cũng làm được vậy. Peppa muốn bắt chước theo George, nhưng cậu ấy quá lớn nên bị kẹt lại. Mẹ đã có bóng rồi nè. Peppa, bây giờ tới lượt con ra giữa đi. George, chụp lấy. Hoan hô. Chụp được rồi. George, em ra giữa nha. George, chụp đi. Chụp bóng đi George. George à, chụp đi con. Em chụp đi George. Đây này George. Xem ra heo ba sẽ không tập thể dục nữa rồi. Chuyện gì vậy? Lại là đám vịt con. Peppa nói rồi mà, không còn bánh mì đâu. Mẹ ơi, chúng ta vẫn còn bánh vô tay mà mẹ. Ăn đi, nếu như chúng ta còn thừa bánh thì con có thể cho vịt ăn. Mọi người ai cũng thích bánh vô tay của heo mẹ làm. Ồ, một con ong. Mẹ rất ghét ong. Mẹ các con đúng là nhát thiệt. Chỉ là con ong nhỏ thôi mà. Ờ, bay đi đi ong à. Em đứng yên đi heo mẹ ha. Nó sẽ bay đi thôi. Đó, thấy chưa? Chỉ cần đứng yên mà thôi. Nè, tránh ra đi chứ. Đi đi. Giúp tôi với. Đuổi nó. Đuổi nó đi đi. Mong là con ong đó sẽ không chết ba. Tránh ra đi con côn trùng này. Không, heo ba chạy quá nhanh nên con ong sẽ không đuổi kịp. Chúng ta ăn bánh đi mẹ, trước khi con ong nó quay lại. Ôi không, chúng ta quên chừa cho vịt rồi. Chắc thoát được con ong đó rồi. Anh nói là sẽ chạy vòng vòng để tập thể dục mà đúng không heo ba? Anh đã thực hiện được rồi đó. Cũng may là anh vẫn còn giữ được miếng bánh dâu tay của mình. Khoan đã ba, tụi con đã hứa cho vịt ăn bánh rồi ba. Ồ, các bạn may mắn lắm đó. Mau nói cảm ơn với ba mình đi. Chuyện nhỏ thôi mà. Đã tới lúc về nhà rồi. Tạm biệt những chú vịt đi nào. Tạm biệt bạn vịt. Lần sau gặp lại nha. Bữa sáng chuẩn bị xong rồi. Hôm nay Peppa có những nốt đỏ trên mặt. Mẹ ơi, hôm nay con cảm thấy không khỏe lắm. Ôi trời Peppa, con có vẻ không ổn. Con đừng lo, ba sẽ gọi cho bác sĩ gấu nâu. Alo, bác sĩ gấu nâu xin nghe. Thưa bác sĩ, Peppa không được khỏe lắm, mặt con bé có đầy những nốt màu đỏ. Ồ, hãy đặt Peppa lên giường đi, tôi sẽ lập tức tới đó ngay bây giờ. Bác sĩ gấu nâu tới để giúp cho Peppa khỏe lại,
Chào con, Peppa. Con thấy trong người thế nào rồi? Con thấy không khỏe lắm. Bây giờ con hãy lè lưỡi ra đi nào. Đừng lo, không có gì nghiêm trọng đâu. Peppa chỉ bị bệnh phát ban thôi. Con có cần uống thuốc không? Căn bệnh này sẽ tự hết nhanh thôi. Nhưng mà nếu con muốn, bác sĩ gấu nâu có thể cho con một ít thuốc để uống. Dạ được. Bác nói trước là nó không ngon lắm đâu nha. Hãy mở miệng ra nào. Thuốc ghê quá đi. Con rất dũng cảm khi chịu uống thuốc như vậy đó Peppa. Con bé phải nằm nghỉ trên giường. Tôi sẽ gọi lại sau để xem con bé khỏe hơn hay chưa. Người khác thăm Peppa được không? Được chứ. Ai tới thăm cũng được. Bệnh này sẽ không lây đâu, đừng sợ. Tạm biệt. Tạm biệt bác sĩ gấu nâu. Mẹ ơi, con ra khỏi giường được không? Bác sĩ gấu nâu nói là con phải nằm trên giường nghỉ ngơi một thời gian đó Peppa. Như vậy thì chán lắm. Bác sĩ gấu nâu nói người khác có thể tới thăm con mà. Vậy Suzy có thể tới thăm con được không mẹ? Cừu Suzy chính là người bạn thân của Peppa. Mẹ sẽ gọi cho mẹ của cừu Suzy. Mẹ. Xin chào, tôi là cừu mẹ đây. Peppa nói chuyện với Suzy được không chị? Chào cậu Suzy. Mẹ. Chào cậu Peppa. Mình không được khỏe lắm. Mình... Xin lỗi nha, giờ tôi có công việc phải làm. Alo. Phải. Tôi không làm cái này. Không, cảm ơn. Tạm biệt. Peppa rất thích khi đóng giả làm heo mẹ. Nhưng mà George thì thấy hơi buồn chán. Xin lỗi heo ba, tôi cũng gần sắp xong rồi. Rồi, đã xong. Đi thôi heo ba, tới lúc anh làm việc rồi. Tạm biệt heo mẹ và heo ba nha. Tạm biệt. Lúc đó heo ba đang đào hố trong sân. Chào con Peppa, chào con chó. Con không phải Peppa, con là heo mẹ. Và đây là heo ba. Hôm nay heo ba tới đây để làm việc. Anh thật là siêng năng đó heo ba. Nhưng hãy cẩn thận, cái hố này rất là sâu. Và mong là heo ba không phải đang mặc bộ đồ đẹp nhất để làm công việc đào hố. Mình cũng muốn rống một tiếng lớn như vậy. Có kem đây mọi người. Kem kìa. Peppa, Rốt, hai con cần phải bỏ bộ đồ dính bùn trước khi ăn nha. Con là heo mẹ và đây là heo ba. Có chắc không? Dạ chắc. Vậy Peppa và Rốt đâu rồi? Con không biết. Vậy thì tiếc quá, vì có món kem chúng thích nhất ở đây nè. Nếu không tìm ra chúng thì... Con đây nè. Peppa, Rốt, các con đây rồi. Dạ phải thưa mẹ, tụi con chỉ giả làm ba mẹ một chút thôi. Con đã lừa được ba mẹ ha. Ba ơi, tụi con xem mẹ dùng máy tính được không ba? Được chứ, miễn là các con không làm phiền mẹ. Hôm nay mẹ có rất nhiều việc quan trọng phải làm. Cảm ơn ba. Heo mẹ có rất nhiều việc quan trọng phải làm hôm nay. Mẹ ơi, tụi con có thể ngồi lên đùi mẹ và xem mẹ làm việc được không? Được, nếu hai con chịu giữ im lặng. Peppa và George rất thích nhìn mẹ làm việc trước máy vi tính. Mẹ ơi, cho tụi con chơi cô gà vui vẻ trên máy tính được không mẹ? Chúng ta có thể chơi trò cô gà vui vẻ sau. Vì mẹ đang phải làm việc. Mẹ ơi, tụi con có thể giúp mẹ. Không Peppa, con không được chạm vào máy vi tính đâu. Và Rốt, con cũng không được chạm vào máy vi tính, nghe chưa? Chốt nè, chúng ta không được làm như vậy. Peppa, dừng lại. Con xin lỗi mẹ, con chỉ muốn cho em Chốt thấy không được làm như vậy. Ôi trời, có thể máy vi tính đã bị hư rồi. Heo ba ơi. Heo ba ơi. Có chuyện gì vậy mẹ mấy đứa? Heo ba ơi, anh sửa máy vi tính được không?
Em sẽ nấu bữa trưa trong khi anh sửa máy vi tính. Em tính như vậy cũng được, nhưng thật sự anh không giỏi mấy thứ này đâu. Cảm ơn anh, heo ba. Vậy là heo ba sẽ sửa lại máy vi tính. Có lẽ nếu như mình tắt nó đi rồi sau đó bật lên lại. Vậy là heo ba đã sửa được máy vi tính rồi. Hai mô ba. Ba vừa bừa bộn vừa ở dơ. Anh hãy nhìn đống rác này đi nè. Còn có mấy tờ báo nữa. Chúng là của anh. Đồ ngọt nữa nè. Là của con. Còn có ngài khủng long. Khủng long. Chúng ta phải làm sạch xe trước khi đi vào có được không? Ồ, em nói đúng đó heo mẹ. Mẹ ơi, tụi con giúp mẹ rửa xe được không? Được, nếu như các con muốn. Vậy là heo ba lấy nước xào phòng ấm để rửa xe. Heo ba đang rửa mui xe, còn heo mẹ thì đang rửa nắp capo. Peppa đang rửa cửa xe. George muốn rửa cửa kính xe, nhưng mà cậu ấy quá nhỏ. Tội nghiệp George, để mẹ giúp con nha. Ôi trời, George làm rơi miếng bọt biển của mình vào trong vũng bùn. Sẽ rửa sạch bùn đi. Peppa, con được dùng xô nước đó. Vì xô nước có đầy bùn. Ây chà, vậy là Peppa tạt đầy nước bùn lên khắp chiếc xe. Không sao đâu con, chúng ta có thể dùng vòi tưới nước để rửa xe. Phải phải rồi, con cầm vòi nước được không? Peppa thì cầm vòi nước, còn heo ba thì vặn nước ra. Tại sao không có nước vậy? À! Ô, dừng lại Peppa. Xin lỗi mẹ. Vào những ngày trời nắng nóng như vậy, cô thỏ sẽ bán kem. Mẹ ơi, ba ơi, chó và con có thể ăn kem được không? Được chứ, dù sao hôm nay cũng là một ngày rất nóng mà. Anh cũng muốn ăn một cây được không? Mọi người đều thích ăn kem. Xin chào heo mẹ Peppa và chào chó. Xin chào cô thỏ. Con muốn ăn kem gì nào? Cho con một cây kem ốc quế được không cô thỏ? Kem ốc quế sao? Của con đây. Cảm ơn cô thỏ. Tôi cũng vậy, và thêm một cái cho heo ba nữa. Còn con muốn ăn gì hả chàng trai trẻ? Khủng long. Một chú khủng long sao? Chắc là vậy. Gặp cái gì em ấy cũng nói khủng long hết đó cô thỏ. Wow, trùng hợp là hôm nay cô có một que kem có hình dạng khủng long đây nè, cho con. Khủng long. Chắc con nên ăn que kem của mình trước khi nó tan. Nhưng George thích que kem khủng long của mình tới mức cậu ấy không muốn ăn nó. Cảm ơn cô thỏ nhiều nha. Chúc mọi người vui vẻ nha. George, mẹ thật sự nghĩ con nên ăn que kem của mình trước khi nó chảy ra và rớt xuống đất. Ôi trời, que kem khủng long của George đã tan chảy ra và rơi xuống đất mất rồi. Không sao đâu George à, con có thể chia sẻ phần kem với ba. Ba sẽ không từ chối đâu. Thời tiết ấm quá, cho nên heo ba đang ngủ mất rồi. Nhìn heo ba hình như bị nóng rồi. Chúng ta đổ nước lên ba cho ba nguội bớt đi mẹ. Ý hay đó Peppa. Có chuyện gì vậy? Anh đã nóng tới đỏ người luôn đó. Nên tụi con đổ nước lên ba. Vậy sao? Cảm ơn con Peppa. Coi kìa, dũng bùng ướt lại rồi. Chớ, mau lên.
lạnh không anh? Nước rất ấm và dễ chịu. Thôi đi. Tại anh là người bắt đầu trước mà. Tạt nước như vậy là đủ rồi đó em. Ba ơi, con rất thích bãi biển. Peppa và George rất thích bãi biển. Mọi người đều thích bãi biển. Peppa, George, hai con muốn chơi với xô cát và xẻng không? Dạ có thưa mẹ. Ba ơi, ba ơi, tụi con lắp cát lên người ba được không? Lắp cát hả? Đi mà ba. Thôi, thôi được rồi. Hoan hô. Vậy là Peppa và George cùng lắp cát lên người heo ba. Đủ rồi đó. Rồi. Bây giờ ba không thể ra được. Nhưng mà đầu của ba hơi nóng rồi. Ba đội mũ rơm có được không? Thôi được. Nếu ba nói làm ơn. Làm ơn cho ba đội mũ rơm đi con. Tất nhiên là được rồi ba. Đã mát mẻ ha. Có lẽ ba sẽ ngủ một chút mới được. George, bây giờ mình xây lâu đài cát đi. Vậy là Peppa và George chơi xây lâu đài cát. Trước tiên chúng ta cho cát vào xô như vậy nè. Sau đó chúng ta ập ngược cái xô lại, rồi gõ chúng và nâng cái xô lên. Vậy là xong. Peppa, George, về thôi. Đừng bỏ quên lại gì đó nha con. Để mẹ kiểm tra xem chúng ta có quên gì hay không. Heo mẹ đã làm trang phục cho cô bé. Trong khi đó heo ba giúp Peppa tập luyện. Được rồi Peppa, con phải nói những gì nào? Mình là cô bé hoàng khăn đỏ. Tốt lắm. Rồi sao nữa? Hôm nay mình sẽ đi thăm bà của mình. Hôm nay mình sẽ đi thăm bà của mình. Hoan hô Peppa. Chó Danny, cậu ấy sẽ đóng vai chó sói độc ác. Và chó ông cùng chó mẹ giúp cậu ấy tập luyện ở nhà. Ta là chó sói độc ác đây. Con cố đừng có cười Danny à. Con phải đáng sợ hơn một chút nữa. Con thử làm như vậy đi Danny. Ta chính là chó sói độc ác đây. Và ta sẽ ăn tất cả các ngươi. Thấy chưa? Phải, đúng là ông của con rất đáng sợ. Người Pedro sẽ đóng vai người thợ săn. Cậu ấy sẽ cứu Peppa khỏi con chó sói độc ác. Ta là thợ săn và... Pedro có hơi nhút nhát. Nè, hãy nói là ta sẽ đuổi nhà ngươi đi, con chó sói xấu xa kia. Mau đây đây con sói hư. Con làm tốt lắm Pedro. Trong khi đó thỏ Rebecca sẽ đóng vai người bà. Con phải nói gì hả mẹ? Để xem. Ở phần đầu vở kịch, con bị nhốt vào tủ áo bởi chó sói độc ác. Và sau đó ở đoạn cuối của vở diễn, con được người thợ săn cứu thoát và con nói là cảm ơn. Cảm ơn. Con làm tốt lắm Rebecca. Tất cả phụ huynh đã tới để xem vở kịch. Thưa quý bà và quý ông, chào mừng đến vở kịch của trường. Đây là vở cô bé hoàng khăn đỏ. Trước tiên, hãy gặp các diễn viên của chúng ta. Mẹ. Quý phụ huynh, hãy vì các diễn viên của chúng ta, xin đừng chụp ảnh nữa được không? Đây đều là những đồ vật của nữ hoàng thời xưa đó con à. Xem nè, đây là ghế đặc biệt của nữ hoàng, được gọi là ngai vàng. Nó đẹp quá mẹ ơi. Còn đây là váy của nữ hoàng. Cái váy thật là xinh đẹp. Coi nè Peppa, đây là dương miệng của nữ hoàng đó con. Wow, thứ này đẹp quá đi. Mẹ ơi, vậy còn tivi của nữ hoàng đâu vậy? Thời đó họ chưa có tivi. Họ không có tivi sao? Nhưng họ có máy tính không mẹ? Không, họ cũng không có máy vi tính luôn con à.
Vậy thì cả ngày họ làm gì đây? Mẹ ơi, nếu con là nữ hoàng, con có thể ăn bánh kem cho thật là thỏa thích. Và rồi Peppa lập tức tưởng tượng mình là nữ hoàng. Ngon quá đi. Người còn yêu cầu gì khác không, thưa nữ hoàng Peppa? Có, thêm bánh kem nữa. Dạ tuân lệnh. Chúng ta tiếp tục nào. Con tới liền đây. Ba ơi, con là nữ hoàng Peppa đây. Khi nói chuyện với con, ba phải cúi đầu. Tôi thật sự rất xin lỗi, thưa nữ hoàng cao quý. Công việc của ông là gì? Tôi là ba của ngài. Công việc đó chắc chắn rất thú vị. Phải, nó cực kỳ thú vị. Còn đây là phòng gì vậy ba? Đây là phòng của con khủng long. Phòng khủng long sao? Chó, đây là phòng khủng long đó em. Khủng long. Mà khủng long ở đâu vậy ba? Nó ở đâu đó trong phòng này. Con không thấy đâu hết. Chắc chắn cậu ấy rất nhỏ. Thật ra thì Peppa, nó rất là lớn. Đây là bộ xương hóa thạch của một chú khủng long thật đó các con. Chớp, chị thấy em rồi, em phải quay về điểm xuất phát. Bắt được em rồi, chị thắng. Nhưng chị tới trước khi em kịp chuẩn bị. Theo luật chị có thể di chuyển tùy thích. Có đúng vậy không Josh? Bây giờ tới lượt Chloe được làm cáo già. Peppa và George phải cố gắng đứng thật im. Peppa, chị thấy em rồi nha. Về điểm xuất phát. Thật là không công bằng. Chị nhìn lâu quá. Theo luật thì chị được quyền nhìn bao lâu cũng được hết. Về điểm xuất phát nhanh đi. Và George là người chiến thắng. Chúng ta chơi trò khác được không chị? Được thôi, nhưng miễn nó là trò chơi của người lớn nha. Em biết rồi. Chúng ta chơi trò yêu thích của em nha. Nó cũng dành cho người lớn. George, em biết trò mà Peppa đang nói là cái gì không? Thì ra trò chơi yêu thích của Peppa là nhảy lên nhảy xuống trong vũng bùn. George, nếu em muốn nhảy trong những vũng bùn, em phải mang ủng của mình. Em cũng có chuẩn bị cho chị nữa nè. Chị Chloe. Nhưng chị lớn rồi nên chị sẽ không nhảy trong vũng bùn nữa đâu. Em cũng vậy. Nhưng mà George thì thích nhảy trong vũng bùn. Ở trong lòng, Peppa cũng muốn nhảy trong vũng bùn, nhưng cô bé muốn ra vẻ người lớn. Mà nghe có người nhảy trong vũng bùn phải không? Heo ba và heo mẹ đang mang ủng của mình và họ thích nhảy trong vũng bùn. Nhìn có vẻ vừa quá. Phải, nhìn rất là vui. Có lẽ là có một luật nói là người lớn cũng có thể nhảy trong vũng bùn đúng không? Phải, chắc chắn là có rồi. Con rồi, con rồi. Vậy là Peppa và Chloe cũng thích nhảy trong vũng bùn. Mọi người ai cũng thích nhảy trong vũng bùn. Người lớn cũng thích như vậy. Thật là nhiều tiếng động. Con ăn xong rồi. Bây giờ thì được yên tĩnh rồi. Cái gì vậy? Là một cái răng. Nó đâu ra vậy ba? Peppa, có lẽ con nên nhìn vào trong gương đi. Đó là răng của con. Nó rơi ra rồi. Con đừng lo Peppa, chỉ là răng sữa thôi. Rụng là bình thường. Con có mọc ra cái răng mới không mẹ? Có, con đừng có lo Peppa. Nó cũng có nghĩa là nàng tiên răng sẽ tới thăm con đó Peppa. Nàng tiên răng là sao? Đúng là nàng tiên răng. Nếu tối nay con đặt cái răng ở dưới gối của mình, vậy thì nàng tiên răng sẽ tới. Nàng tiên răng sẽ lấy cái răng đó và đổi lại, tiên răng sẽ để lại một đồng tiền. Khi lớn lên, con muốn trở thành một nàng tiên răng. Còn con muốn trở thành gì khi lớn lên hả, George? Không có làm. Một chú khủng long à. Nhanh lên, George.
tới giờ đi ngủ rồi. Chúng ta cùng đợi nàng tiên răng tới. Trước khi lên giường ngủ, Peppa và George phải chà răng của mình. Peppa, con đang làm gì vậy? Con đang chà răng của mình. Nó phải thật sạch sẽ, vì nàng tiên răng sẽ lấy nó. Peppa rất nóng lòng lên giường mình. Rồi Peppa cũng để răng của mình ở dưới gối cho nàng tiên răng. Ngủ ngon Peppa và George. Chúc mẹ ngủ ngon. Chúc ba ngủ ngon. Ngủ ngon nha hai chú heo nhỏ. Nhưng mà vẫn không tìm được giày của Peppa. Giày của Peppa đã bị mất rồi. Vậy giờ con không có giày để mang. Tội nghiệp Peppa. Mẹ thấy giày của con cũng hơi cũ rồi. Chúng ta sẽ mua đôi mới. Vậy con mang giày màu đỏ được không mẹ? Tất nhiên là được chứ con. Chớ, chị sẽ có đôi giày mới màu đỏ đó em. Vậy là heo mẹ và Peppa cùng đến tiệm giày của cô thỏ. Xin chào cô thỏ trắng. Ồ, xin chào heo mẹ. Chúng tôi muốn tìm mua một đôi giày mới cho heo Peppa. Giày đỏ. Được rồi, cô sẽ chọn cho con một đôi giày thật đẹp nha Peppa. Giày màu đỏ. Nha cô. Tất nhiên rồi, đôi này nha. Wow. Giày đỏ mới. Lúc đó George và heo ba đang chơi cờ. Con giỏi lắm George. Ba ơi, ba ơi. Nhìn giày mới của con nè, nó màu đỏ. Đúng rồi, là màu đỏ. Mẹ ơi, mẹ có thích giày mới của con không? Có Peppa, chúng làm con trông rất thông minh. George, em có thích giày mới của chị không? Cả nhà ai cũng thích giày mới của Peppa. Con rất thích giày mới của mình. Và con sẽ không bao giờ gỡ nó ra. Rồi tới lúc đi tắm, Peppa vẫn muốn mang giày mới của mình, dù đã nằm trong bồn. Khi mà Peppa đã mặc đồ ngủ, cô bé vẫn còn mang giày mới của mình. Peppa còn muốn mang cả giày mới lên giường khi đi ngủ. Peppa, con có chắc là không muốn cởi giày ra không? Con không muốn cởi đôi giày đỏ ra đâu mẹ. Thôi được rồi, ngủ ngon nha Peppa và George. Chúc mẹ ngủ ngon. Chúc ba ngủ ngon. Ngủ ngon nha hai chú heo nhỏ của ba. Peppa, cái hộp này là dành cho con đó. Cảm ơn mẹ. Nó là cái hộp bí mật để con giữ những thứ bí mật của mình. Con có thể bỏ cái gì vào đây hả mẹ? Chuyện đó thì con phải tự quyết định đi Peppa. Đó là hộp bí mật của con mà. Con biết có thể bỏ cái gì vào rồi. Tốt, nhưng đừng nói với mẹ nha. Con sẽ không nói với mẹ hay chó hay ba đâu. Vì nó là bí mật mà. Chó, đây là hộp bí mật của chị đó. Nó vẫn còn trống. Chị phải tìm một cái gì đó để bỏ vào đây. Và George muốn giúp Peppa. Không George, chỉ một mình chị biết trong này có cái gì thôi. Em phải ra ngoài đợi trong lúc chị chọn. Peppa sẽ chọn giày thứ bí mật để cho vào cái hộp của mình. Vậy là hộp bí mật của chị đã đầy rồi. George, em không được xem bên trong đâu. Nhưng mà George rất muốn biết trong cái hộp bí mật của Peppa có gì. Nếu em muốn, em có thể đoán thử. Khổng long. George thì nghĩ Peppa đã bỏ một con khủng long vào đó. Không George, tại sao chuyện gì em cũng nói khủng long hết vậy? Bộ em không thấy con khủng long quá lớn để bỏ vào trong hộp này sao? Vậy là George không đoán được trong hộp bí mật của Peppa có gì. Lúc này heo ba đang làm sạch một bức tranh. Ba ơi, đây là hộp bí mật của con nè. Mẹ đã làm cho con đó ba. Nó rất là đẹp đó Peppa, nhưng trong đó có gì? Đó là một điều bí mật. George đã thử đoán, nhưng mà em ấy đoán không đúng. Vậy để ba đoán thử xem. Dạ được. Con bỏ mắt kính của ba vô đây sao? Dạ không. Ba
vẫn đang đeo mắt kính của mình mà. Đúng rồi ha. Ba đoán dở quá. Bây giờ vẫy hai cánh tay của em lên xuống và lè lưỡi của em ra. Bây giờ nhắm mắt lại và quay người thật nhanh 3 lần. Cách chữa lần này của Peppa cũng không hiệu quả, George vẫn còn bị nứt cục. Chị biết rồi, để chữa nứt cục, chú heo bị bệnh phải bị giật mình một cái. George, bây giờ chị sẽ dọa em, nhưng em phải nhớ là đây chỉ là một trò chơi để chữa nứt cục cho em. Em hãy nhớ là chị chỉ làm bộ dọa em thôi, George. Peppa, con phải nhẹ tay khi chơi với em con chứ, sót vẫn còn nhỏ mà. Con xin lỗi mẹ, tại vì con muốn chữa nứt cục cho em thôi. Hay quá, George đã không còn nứt cục nữa. Heo ba đang đi tới với 2 ly nước trái cây trên khay. George, nếu con uống nhanh quá thì con sẽ lại bị nứt cục nữa đó. Con không có nhỏ như em, George, nên con muốn uống nước trái cây nhanh thế nào cũng được. Ba ơi, con không muốn trắng bánh xe phụ nữa đâu ba ơi. Con nghĩ mình không dùng chúng có được không? Dạ có. Được rồi Peppa, để bà tháo chúng ra. Heo ba lập tức tháo bánh xe phụ ra khỏi xe đạp của heo Peppa. Con chắc là muốn chạy mà không có bánh xe phụ luôn hả Peppa? Dạ có. Nhưng con chưa từng làm như vậy. Con làm được mà mẹ, con nhất định sẽ làm được. Không có gì vui đâu, George. Đạp xe không có bánh phụ đúng là không dễ chút nào. Muốn bà giúp con không, Peppa? Dạ được thưa ba. Được rồi, sẵn sàng, ngồi vững, đi nào. Ba đừng buông tay ra nha. Con đừng lo, có ba ở đây. Con đang làm rất tốt đó Peppa. Giữ chắc nha ba. Cứ đạp tiếp đi con. Peppa đang tự mình đạp xe mà không cần có bánh phụ. Ba ơi, tại sao ba buông tay ra vậy? Từ nãy giờ con đã tự đạp một mình rồi. Thật sao? Con còn đạp rất là giỏi nữa đó Peppa. Thật hả mẹ? Đúng là con làm được rồi. Ba mẹ nhìn con nè, con có thể đạp xe mà không cần gắn bánh phụ. Dandy, Suzy, Rebecca, nhìn mình nè, mình không còn gắn bánh xe phụ nữa các bạn ơi. Nhìn mình nè. Giờ chúng ta đưa tay trái bí của ba mình nha. Peppa, có chân trái bí của ba. Mình sẽ chiến thắng. Peppa không nhìn hướng mình đang chạy. Ôi trời, heo Peppa đã đè vỡ trái bí to của heo ba. Con xin lỗi ba vì đã đè vỡ trái bí của ba. Không cần lo tới trái bí đâu con. Điều quan trọng là con vẫn không sao. Nhưng sau này con phải luôn nhìn về phía trước có biết. Cô đơn. George, mẹ cần con giúp nè. Mẹ đang định làm bánh quy sô-cô-la. Mẹ cần có người liếm sạch cái tô này. George cũng thích giúp mẹ làm bánh quy. Nhưng mà cậu ấy thích chơi với Peppa hơn. Mình muốn làm một y tá. Còn mình muốn làm một bác sĩ. Nhưng vậy ai sẽ làm bệnh nhân đây Peppa?
Peppa và Suzy đều thích chơi bác sĩ và y tá. George cũng vậy. Peppa nghe lồng ngực của heo George. Nào George, em hít sâu vào đi, rồi ho ra. Hình như tim của em hơi bị lỏng một chút. Chị sẽ dán nó lại cho. Nè, mở miệng ra nào. Suzy thì đo nhiệt độ của George. Trời ơi, em rất rất là nóng đó. Chị nghĩ em phải nằm trên giường trong 3 năm tới. Và rồi heo ba tới để tìm George. Ôi không, George bị sao vậy các con? Ba đừng lo, chỉ là trò chơi thôi mà. George là bệnh nhân của tụi con. Ồ, ba hiểu rồi. Vậy ba thăm bệnh nhân có được không? Chỉ một lúc thôi đó. Em ấy có thể bị mệt. Ba ơi! Phải, đây là cho George. Chúng là thuốc để cho George thấy khỏe hơn. Ồ, xin lỗi thưa bác sĩ. Khám cho ba được không? Ba đang bị đau bụng. Nhột quá. Con nghe bụng của ba kêu to. Ôi trời, không ngờ nó phát ra âm thanh khó nghe như vậy. Rồi George cũng muốn chơi thử. Em cầm như vậy nè George. Âm thanh này cũng không hay một chút nào. Chắc tại đàn vĩ cầm khó chơi quá. Peppa, có lẽ con chơi trống thiết sẽ tốt hơn. Con cảm ơn ba. Nghe hay hơn rồi. Vậy là Peppa thích chơi trống. Ồ, hay lắm con à. Phải, nghe rất là vui tai. Đây là cái đàn phong cầm cũ của heo ba nè. Ba thường chơi cho heo mẹ nghe khi ba mẹ mới quen. Heo ba, anh vẫn nhớ bài này hả? Vậy là George cũng muốn chơi đàn phong cầm. Còn chắc không George, đàn phong cầm khó chơi lắm đó. George, cây đàn phong cầm của ba cũng khó chơi giống như trống của chị vậy đó. Được rồi George. Có lẽ George còn hơi quá nhỏ để chơi đàn phong cầm. Ba ơi, ở trong hộp còn loại nhạc cụ nào nữa không ba? Còn cái tù và này. Cho con thử được không ba? Con cần phải thổi nó thật là mạnh. Có vẻ như không đúng cách rồi. Con thổi nó không được. Mẹ nghĩ mẹ từng thổi được nó đó. Tiếng này thật sự là không đúng. Chắc nó cần một người to, mạnh và có hơi dài như anh đây. Âm thanh này cũng không đúng luôn. Heo ba cùng Peppa và George đang trang trí cho phòng khách. Vui quá đi. Hôm nay heo bà và heo ông cũng tới dự sinh nhật của heo mẹ. Chúc mừng sinh nhật heo mẹ. Sao con không vào nhà đi? Con chưa thể vào được. Heo ba cùng Peppa và Sót đang làm việc bí mật cho sinh nhật của con. Thật đáng yêu. Lát gặp lại con nha. Tạm biệt mẹ. Mẹ ơi, mẹ có thể vào nhà chơi với con được không? Tất nhiên là được rồi. Mẹ nhắm mắt lại đi. Mẹ đừng mở mắt nha mẹ. 1, 2, 3. Mở mắt ra nào. Chúc mẹ sinh nhật vui vẻ. Đây đúng là một bất ngờ đáng yêu. Em hãy thổi nến đi, cùng với một điều ước. Mẹ ơi, tụi con tặng quà cho mẹ nè. Mẹ đoán thử xem. Mẹ không đoán ra nổi. Vậy em mở ra xem đi. Trời ơi, nó là một cái váy rất đẹp. Wow.
Mẹ mặc nó thật là đẹp. Với trang phục này thì có một nơi em phải tới. Cái gì đây? Là hai vé xem hòa nhạc vào tối này. Cảm ơn anh. Heo mẹ rất thích tới nhà hát. Tối nay bà với ông sẽ ở lại đây trông coi bọn trẻ. Thật là một món quà sinh nhật tuyệt vời. Tôi là người mẹ may mắn nhất trên đời. Và xinh đẹp nhất nữa. Em có thể tung nó cao hơn nữa đó. Anh sẽ có cơ hội tung cao cho mọi người thấy khi anh làm chiếc bánh của anh. Cho con siro nữa. Ngon quá đi. Cái bánh lần này là của heo mẹ. Em vẫn tung nó chưa đủ cao heo mẹ. Cái bánh tiếp theo là của anh đó. Anh có thể làm thử cho tụi em coi được không? Bánh ngon quá đi à. Giờ thì mọi người nhìn kỹ nè. Bí quyết để làm được bánh kếp ngon là ta phải tung nó lên thật cao. Một nè, hai, ba, bay cao. Ba dở quá ba ơi. Hình như ba tung nó cao quá thì phải. Đáng tiếc quá đi, vì đó là cái bánh cuối cùng rồi. Lấy cái bánh đó xuống cũng dễ thôi mà. Không được, heo ba giới không tới được cái bánh của mình. Anh không cần lo đâu, em nghĩ em có cách để lấy cái bánh đó xuống rồi. Giờ lên lầu tôi cách con. Heo mẹ nào. Không biết heo mẹ đang định làm gì vậy ta? Mẹ sẽ đếm tới ba, lúc đó tất cả chúng ta hãy cùng nhảy lên nha các con. Một, hai, ba, nhảy. Bà mẹ con đang làm gì trên đó vậy? Thành công rồi. Vậy là heo ba đã lấy được cái bánh của mình. Ta có cái bánh ở trên đầu kìa. Anh có muốn cho thêm siro hay không? Cũng được. Chuyện công chúa buồn ngủ. Ngày xưa, trong một lâu đài, có một cô công chúa nhỏ đang sống. Và cô ấy được gọi là công chúa buồn ngủ. Ba ơi, sao cô ấy được gọi như vậy? Để lát nữa bà sẽ kể tới. Công chúa đó có xinh đẹp hay không ba? Có, cô ấy rất là xinh đẹp. Cô ấy rất thích nhìn bản thân mình ở trong gương. Nhìn mình thật xinh đẹp. Còn ai sống trong lâu đài nữa không ba? Những người khác ở trong lâu đài là hoàng tử nhỏ, nữ hoàng mẹ và quốc vương ba. Đúng vậy, tất cả họ cùng sống ở lâu đài. Vậy quốc vương có bụng to giống như ba không? Tất nhiên là không rồi, ngài ấy rất là phong độ giống như ba đây. Ngoài ra thì không chỉ có vậy, còn có một chú rồng. Một chú khủng long à? Phải, đó không phải là rồng, mà là một chú khủng long. Sống ở bên ngoài, cậu ấy rất lớn. Một chú khủng long dữ tợn. Ôi trời, có lẽ chú khủng long đó không dữ tợn đến vậy đâu, đúng không hả anh? Xin lỗi cho, thật ra chú khủng long đó rất hiền lành. Và cậu ấy chỉ biết ăn cỏ thôi. Trời ơi anh à. Bà xin lỗi, nhưng đó là tiếng của chú khủng long. Bà ơi, sao cô công chúa nhỏ gọi là công chúa buồn ngủ vậy ba? Để bà kể tiếp nha. Là vì khi mặt trời lặn, khi trăng và sao xuất hiện trên bầu trời, và mọi người tất cả đều cảm thấy buồn ngủ. Anh đoán heo bác sẽ lại ngủ sau khi ăn trưa giống như mọi khi cho coi. Anh à,
anh không nên nói về anh trai của mình như vậy, đặc biệt là trước mặt bọn trẻ nữa chứ. Nhưng đúng là vậy mà, heo bác lúc nào cũng ăn quá nhiều và luôn ngủ quên sau khi ăn, còn ngáy rất to nữa, như vậy nè. Peppa, George, quên những gì ba vừa nói về heo bác đi nha con. Dạ được thưa ba. Vậy là Peppa và gia đình mình đã tới được nhà heo bác rồi. Con chào bác trai, con chào bác gái. Chào con. Xin chào mọi người. Xin chào anh trai. Heo bác là anh trai của heo ba, còn heo Chloe là chị họ của Peppa và George. Chào chị Chloe. Chào em Peppa, chào em Josh. Chị muốn cho hai em coi cái này nè. Đợi em nhớ. Đây chính là sàn diễn rối mới của chị đó các em. Ba của chị vừa mới làm xong cho chị đó. Wow. Và chị đã làm được hai con rối rồi. Con này gọi là Chloe. Xin chào, mình là heo Chloe. Và con này là ba của chị. Là heo bác. Xin chào bé ba, ta là heo bác đây. Chị ơi, cho em và chó cũng làm con rối được không chị? Được. Chloe đang tô mắt cho con rối. Em làm miệng được không chị? Được chứ. Mình tên là Peppa. Josh, giờ thì em muốn làm con rối gì đây? Không làm. Một chú khủng long sao? Em Josh gặp cái gì em ấy cũng trả lời khủng long hết đó chị. Được rồi, sẽ có một con rối khủng long thật đáng sợ. Và Chloe làm một con rối khủng long cho Josh. Nó còn có răng nhọn nữa. Đây, một chú khủng long đáng sợ dành cho em. Đi nhanh hơn. Con đừng có nôn nóng Peppa, lát nữa chúng ta sẽ đi nhanh nha. Nhìn kia, thuyền khác kìa. Đó là chó ông. Ông ấy cũng đưa chó Danny đi dạo trên sông. Ồ, chào bên đó nha, chó ông đó hả? Chào bên đó, heo ông hả? Chào cậu Danny. Chào cậu Peppa. Thì ra chó ông và heo ông là bạn bè rất thân với nhau. Tôi bất ngờ vì thuyền của ông đến giờ vẫn nổi được đó chó ông à. Nó cũng gần lớn tuổi bằng ông rồi đó. Thôi đi, chiếc thuyền cũ này có thể đi nhanh hơn cái thùng nước của ông rất nhiều đó heo ông. Ồ vậy hả? Nếu ông nói như vậy thì mình đua đi. Chuẩn bị thua cuộc đi ông heo nước à. Hai người lớn rồi mà cư xử như con nít vậy đó. Tại chó ông gọi tôi là ông heo nước kìa. Nhưng ông gọi ông ấy là chó biển trước mà, nên ông phải xin lỗi trước. Ông sẽ xin lỗi nếu ông ấy chịu xin lỗi trước. Ông ơi, ông nói xin lỗi với heo ông đi. Ông ấy là bạn thân của ông mà. Không, ông ấy là ông heo nước. Và thuyền của ông sẽ đi nhanh hơn ông ta. Được rồi, ông chó biển, đừng nói nhiều nữa, chúng ta đua tới cây cầu kia đi. Được thôi, vậy thì đếm tới ba đi. Một, hai, đi. Ông già này chưa ăn chán quá. Ông có nhổi thì đuổi theo đi ông heo nước à. Ông chó biển. Thuyền của ông chỉ chạy được như vậy thôi hay sao? Đuổi theo tôi đi. Thắng rồi. Ôi trời, hình như thuyền của heo ông hết xăng rồi. Hay thật đó ông thuyền trưởng à. Ồ, có lẽ tôi đi hơi nhanh quá rồi bà. Không, Josh, thứ tiếp theo trong danh sách này là hành tây. Hành tây, con đã nhớ ra rồi. Nó ở đây nè. Giỏi lắm. Một, hai, ba, bốn. Con giỏi lắm. Hình như chúng ta đã đủ mọi thứ trong danh sách. Còn một thứ cuối cùng trong danh sách thôi. Cái cây, nó có trên danh sách không? Oh, không cho. Thứ cuối cùng trên danh sách là trái cây. Không sao đâu Chót, con có thể chọn trái cây mà. Trái cây ở đâu ta? Ở bên kia kìa. Ở đây có táo và cam, chuối.
và một trái dưa hấu rất lớn. Chọn trái nào đây hả Sốt? Táo nha. Cam không. Hay là chuối? Trái dưa hấu. Đây là quầy thu ngân để trả tiền cho những thứ đã mua. Cà chua, mì Ý, hành tây, dưa hấu, bánh sô-cô-la. Bánh sô-cô-la? Bánh sô-cô-la? Nó có trên danh sách không? Peppa, có phải là con đặt bánh sô-cô-la vô trong xe không vậy? Dạ không mẹ. George, có phải con đặt bánh sô-cô-la vô xe không? Dạ không. Nhưng mẹ cũng không đặt nó vào mà. Nhưng là ai vậy? Anh nghĩ chúng ta cần đến món tráng miệng. Là anh hả? Thì ra là bà hả? Bà xin lỗi, nhưng mà nhìn nó ngon quá đúng không? Đúng là nhìn nó rất ngon. Cứ coi như là nó có trong danh sách đi. Bánh sô cô la. Hoàng hô. Ôi, ba làm cửa sổ phép thuật hạ xuống đi ba. Ba ơi, còn nút màu xanh là gì vậy ba? Ba không biết nữa, để ba thử xem. Con thích chiếc xe mới này, chúng ta giữ nó được không ba? Ồ, chúng ta không giữ được nó đâu Peppa, chúng ta chỉ mượn nó trong hôm nay thôi. Ôi không, em nghĩ là trời sắp mưa rồi. Được rồi, vậy anh sẽ bật mui xe lên. Để coi nút nào là nút bật mui xe đây. Ồ, nút nào ta? Ha ha, nhất định là nút này rồi. Nút đó khiến chiếc xe xịt nước và heo ba. Ba sai rồi, đó đâu phải cái mui xe đâu. Vậy chắc cái nút này. Ồ, không phải đó. Cái nút này. Heo ba đã quên nút nào là nút để bật lại mui xe. Anh không nghĩ là chiếc xe này nó thích mình. Hãy bấm thử nút đỏ đi. Wow. Nhưng bây giờ lại hết mưa rồi. Mình hạ mui xe xuống được không ba? Được chứ con. Nhưng nút nào đây ta? Là nút màu đỏ, đỏ đó. Chó ông đã sửa xong chiếc xe màu đỏ. Xe sửa xong rồi. Wow. Cảm ơn ông rất nhiều. Không cần thối tiền thừa. Cảm ơn heo ba nha. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt ông. Wow, được sử dụng xe của mình thật là tốt. Con rất thích xe mới, nhưng con vẫn thích xe cũ của mình hơn. Và bà nghĩ chiếc xe cũ cũng thích chúng ta, đúng không nào? Mẹ ơi, mẹ ơi, tụi con đã múa như thiên nga. Peppa đã làm rất tốt đó chị ạ. À, con đã nhảy múa rất đẹp. Và cũng rất duyên dáng nữa. Con của mẹ giỏi quá. Để con múa cho mẹ coi nha. Về nhà trước đã con. Vậy con có thể múa cho ba, Sốt và mẹ cùng xem luôn. Con chào cô. Peppa và heo mẹ đã về nhà. Ba ơi, Sốt ơi, giờ con sẽ chỉ ba và em cách múa ba lê. Có khó lắm không con? Con thì thấy rất là dễ, nhưng với ba, chó, mẹ thì cảm thấy rất là khó. Trước tiên, chúng ta cần phải có âm nhạc hoàn hảo. Bây giờ, chó, ba và mẹ, mọi người hãy làm theo giống như con nha. Cô Linh Dương dùng những từ rất mắc cười, nhưng chỉ là cúi xuống, cong gối và nhảy lên thôi. À, là petit jeté. Ba biết từ mắc cười đó hả? Mẹ và ba trước đây từng múa ba lê rất giỏi. Cẩn thận đó anh ạ. À. Động tác ba thích nhất là pas de deux. Lên cao nào. Nó không giống với những gì ba nhớ. Hehehe.
Có lẽ múa ba lê chỉ dành cho Peppa thôi. Dạ, con múa ba lê giỏi nhất luôn. Con là một chú thiên nga xinh đẹp. Peppa, Rốt, hai con lấy hết đồ chơi ở ngoài giường vào chưa vậy? Không làm. Tốt, vậy là ngày khủng long không sao rồi. Gấu bông, con đã quên gấu bông ở ngoài giường rồi. Cậu ấy sẽ bị ướt mất. Đừng lo Peppa, bà sẽ ra đó giải cứu cho gấu bông. Anh phải nhanh lên đó, cơn mưa sắp kéo tới rồi. Anh rất rành về mưa bão mà em. Còn lâu lắm trời mới mưa. Mình đã nói rồi mà, còn lâu lắm thì trời mới mưa. Tội nghiệp gấu bông, cậu ấy bị ướt nhũng hết rồi. Phải, tội nghiệp gấu bông, lau khô cho cậu ấy đi. Dạ phải, tội nghiệp gấu bông. Xong rồi đó gấu bông à, khô hết rồi. Vậy còn ba thì sao đây? Bà cũng ướt hết rồi đây nè. Ồ, em xin lỗi anh nha. Để em lau cho anh ha. Lau như vậy đã khô chưa anh? Em nghĩ là được rồi đó. Con mưa đang vào trong nhà mình kìa. Sàn nhà bị ướt hết rồi. Ôi trời, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Không cần lo. Heo ba dùng một cái xô để hứng nước mưa. Anh đúng là giỏi thiệt mà. Dễ như ăn bánh vậy. Gì nữa đây? Nhanh lên, mau tìm một thứ khác để hứng nước đi. Con giỏi lắm Peppa. Dễ như ăn bánh vậy. Mẹ ơi, tiếng sấm sét lớn quá. Không sao đâu con gái, con không cần phải sợ. Hay là bây giờ chúng ta đếm giữa tiếng sấm đi. Chúng ta càng đếm được nhiều, nghĩa là cơn bão càng ở xa chúng ta. Dạ, là ai vậy? Là mẹ đi. Còn chỗ cho một vị khách nữa không con? Mẹ phải nói đúng mật khẩu, sau đó mẹ mới vào nhà được. Vậy sao? Vậy thì mật khẩu là gì đây ta? Được, con phải nói nhỏ vào tai mẹ. Câu bí mật để vào nhà, cái bụng ba rất là lớn. Mẹ biết rồi. Mẹ nói mật khẩu nha. Cái bụng của heo ba rất lớn. Đúng rồi, cái bụng của ba rất lớn. Thật ra ba thấy mật khẩu này không hay một chút nào. Mẹ ơi, trước khi vào nhà, mẹ phải cởi ủng ra trước mới được. Được rồi. Trong đây còn chỗ cho ba nữa đó. Ba muốn vào nhà thì ba phải đọc mật khẩu. Con cho ba một mật khẩu khác có được không Peppa? Không được. Thôi được rồi. Cái bụng của heo bà rất lớn. Được rồi, ba có thể vào nhà rồi đó. Nhưng ba phải cởi ủng ra. Ba không nghĩ ba lọt qua cái cửa này được. Đó, vì bụng của ba quá lớn mà. Hay vậy đi, heo bà có thể đi vào nhà từ phía trên đây nè. Vậy là Peppa, George, heo mẹ và heo ba đều đã ở trong ngôi nhà trên cây. Bà ơi, con thích ngôi nhà trên cây, nên con sẽ không ra ngoài nữa đâu. Con nói thật hả Peppa? Nhưng con có chắc là không muốn vô nhà ông bà để gặp bà không? Dạ không, cảm ơn bà. Nếu đã vậy, chắc heo ông và bà đành phải tự ăn hết những cái bánh quy mà bà vừa làm xong hồi sáng. Bánh quy! Và Peppa được mặc đồ như một công chúa tiên nhỏ. Và George mặc đồ như một chú khủng long. Không biết. Và đây là các bạn của Peppa gồm mèo Candy, cừu Suzy, chó Danny, họ Rebecca và ngựa Pedro. Suzy hôm nay mặc một bộ đồ y tá.
Chào con Suzy. Dạ con xin chào chú. Chú mừng là y tá đã tới tham dự. Con từ bệnh viện tới đây đó sao? Ừ, con không phải là y tá thật đâu. Con chỉ giả bộ thôi. Là vậy à? Ôi trời ơi, còn ai nữa đây? Con là cướp biển đó chú. Nhìn vậy chú có sợ không? Miêu. Còn con là phù thủy, con có thể biến chú thành ếch luôn. Nè. Còn con là chú hề á. Mắc cười quá. Còn con là gì hả, thỏ Rebecca? Con là củ cà rốt. Rất là tuyệt. Vào nhà đi, có một công chúa tiên và khủng long đợi gặp các con. Các bạn đã tới rồi. Chào bé bé. Chào Suzy. Mình là một công chúa tiên nhỏ. Cậu phải cúi đầu khi nói chuyện với mình đó. Xin chào công chúa tiên. Mình là y tá Suzy. Bây giờ cậu mở miệng ra và nói a đi. Ờ. Nè. Còn mình là chú hề á. Vậy thì cậu diễn trò gì đi. Rebecca ơi, sao cậu mặc đồ y chang củ cà rốt vậy? Mình thích cà rốt mà. Không đi ăn. Khủng long thì là đáng sợ quá. Lúc này Peppa đang ngắm nhìn mình ở trong gương. Gương kia ngựa ở trên tường. Thế gian ai đẹp được dường như ta? Là cậu Peppa. Miau. Chào cậu Peppa. Xin chào, hôm nay mình là một công chúa tiên nhỏ.